Rồi, hello, xin kính chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Rồi, đầu dây gieo giảng cũng xin chúc sức khỏe đến các cô chú và các anh em, các bạn được dồi dào sức khỏe. Thì bữa nay mùng 3 Tết rồi các cô chú anh chị ơi. Xin chúc các cô chú anh chị một năm mới mần ăn, phát tài, phát đạt, tiền vô như nước, tiền ra như vỏ giọt cà phê đen. Rồi, chúc hết tất cả toàn thể quý vị trên đất nước Việt Nam này được dồi dào sức khỏe. Rồi, đầu dây gieo vẹn cũng xin nói đến các cô chú anh chị. Đợt này mình lên hai cặp. À, bữa nay là mùng 3 Tết, mình lên hai cặp cho anh em dự đoán. Đây, hai cặp. Hai cái lồng hai cặp. Rồi, với buổi chiều ngày hôm nay, chiều thứ năm thì dạng lên hai cặp, thì nói chung Tết chơi chơi lớn cái ngang hai cặp luôn nha các cô chú anh chị, các anh em ơi. Rồi thì cái tuần trước, có một ông bạn, ông bạn ở bên Gò Sòi, ông trúng là 98 nha các cô chú anh chị. Chúng số 98 mà mình xin ổng quay một khúc video ổng không chịu. Thì mình cũng không biết nói sao luôn nghe các cô chú anh chị. Rồi bây giờ thì nếu mà các cô chú anh chị nào trúng lãnh đi 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 lại tới nhà mình nhận, thì xin các cô chú anh chị, các anh em cho mình quay một khúc để mình công bố với anh em người ta để biết, để anh em người ta biết có người trúng ở chỗ đó vậy đó. Thì cái tuần trước, thì ông anh ở bên Gò Sòi, Bình Hưng Hòa nha các cô chú anh chị, ảnh trúng mà quay video ảnh không cho nên mình cũng không biết luôn. Thì mà tại đầu tiên thì mình cũng không có biết gì về game show nha các bạn, có gì các bạn bình luận comment ở dưới giúp đỡ mình nha, ủng hộ mình. Rồi đây, cái thứ hai thì anh em nào ở xa quá không được thì đợt sau mình gọi điện thoại, mình có thể ghi âm lại để cho anh em, để công bố với anh em. Đó, với cái tuần vừa rồi là Tết. Tuần vừa rồi Tết thì nó quá trời bề bộn, sợ ngay Tết quá không có xe gửi với anh em. Không có xe gửi về cho anh em. Đó, mình sợ vậy nên tuần này mình chơi double luôn nha. Tuần này mình chơi hai cặp. Đó. Đợt này là mình lên hai cặp luôn nha các ông chú anh chị. Bữa nay mùng 3 rồi thì chắc mùng 6 có thể dạng đi 7 cu lại để kiếm cho anh em. À, có thể đi 7 cu lại để kiếm đang mở game show cho anh em chơi cho vui. Thì nói chung 3 ngày Tết này thì em có ăn Tết ở Sài Gòn. Thì nói chung là cũng buồn, nhưng mà tại vì đợt rồi á, thì game show á, thì mình mở trong tuần, đúng ra một tuần mình mở một lần. Nhưng mà cái tuần vừa gọi ngay Tết nha các cô chú anh chị, thông cảm cho mình nha. Thì dạng cũng không có quen về game show mấy. Thì các cô chú anh chị cho dạng ghi âm lại, hoặc là nếu mà lại tới nhà dạng nhận á, thì cho dạng quay một khúc video nha. Để công bố với anh em với người ta là bạn đó trúng, thì đây bắt đầu mình quay hai cặp, tơ. Mình lên hai cặp tơ, một cặp tơ, một cục tơ tơ trong luôn, còn một cặp thì đang giao long nha các cô chú anh chị. Đây, để mình quay cho các cô chú anh chị xem nha. Đây là các cô chú anh chị, một cặp tơ này thì mình gọng hơi trước Tết nha các cô chú anh chị. À, một cặp này mình gọng hơi trước Tết, nó hơi cắn lộn nhau. Thì các cô chú anh chị, nếu anh em nào trúng á, về nuôi khoảng 15-20 ngày là nó sẽ ra lông lại các cô chú anh chị ơi. Trong vòng một tháng đổ lại là nó sẽ ra lông lại. Cặp này là nuôi có thể là thục người, luôn nha các cô chú anh chị. Cái cặp này thì dạng bắt nó gắt tơ, bắt nó ở trong 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 ổ nó mới ra luôn nha, nó mới biết bay nha các cô chú anh chị.
Cái cặp này thì nói chung là cái cặp này thì nó tơ dữ lắm các cô chú anh chị. Hổm gà dạng nuôi cỡ khoảng 10 15 20 ngày rồi. Đó, cỡ khoảng 15 20 ngày rồi dạng nuôi thả lồng AV của dạng ha. Nên bữa nay nó thấy nó cũng tròn người lại rồi, nó cũng mọc được một hai hộp cò mà nghe các cô chú anh chị. Đó, đây nè. À. Để mình quay gần cho các cô chú anh chị xem là cặp này đúng là tơ trong luôn nha. À, các cô chú anh chị mà có nhớ cái bữa mà dạng quýnh con cu mà có kiền á, là cái cặp này là dạng bắt nè, chung một con cu có kiền luôn nha. Đó, dạng không biết con cu đó là con cu gì, cu Thái hay là hoặc cu Malai gì dạng không biết, nên có ông bạn ông dặn rồi thì dạng để cho ông bạn. Còn cái cặp này thì dạng lên chơi, dạng lên để dạng mở game show cho các cô chú anh chị chơi. Đó. Nếu mà các cô chú anh chị có quen xe hay là xe xe quen đó, dạng ra xe dạng gửi cho các cô chú anh chị nha. Các cô chú anh chị nào trúng thì dạng ra xe dạng gửi cho. Các cô chú anh chị cứ yên tâm. Dạng đây là chơi thật lòng chứ không có chơi giả dối. Rồi mà dạng mà nếu mà gửi không được á, thì các cô chú anh chị cũng thông cảm. Một là dạng chị quy ra con cu bao nhiêu, dạng chuyển khoản cho các cô chú anh chị, hoặc có thể nạp cạc điện thoại hay gì đó cho các cô chú anh chị là bình thường. Thì cặp đó có thể là để lại từng từng sau, có thể mình chơi tiếp cũng được, không có gì hết nha các cô chú anh chị. Đó, nếu mà các cô chú anh chị chia sẻ video dạng, đó, chia sẻ video dạng, nếu mà dạng có thể mà được chút đỉnh tiền YouTube á, thì dạng có thể là dạng chơi tắt tay với các cô chú anh chị luôn nha. Còn đây là cặp thứ hai. Cặp thứ hai là cặp này giao lông. Đó, cặp này rất đẹp. Thì cái cặp này thì nói chung á, nó không có bị mổ mấy. Nó cũng mổ người ta hay gì các cô chú anh chị ơi. Cặp cu con này á, là cặp cu tơ này là nó đang ra được một hai hộp cơm này nha các cô chú anh chị. Đây. Nó ra được một hai hộp cơm. Quy thì nói chung là nó còn tơ quá. Quy nó chưa còn thai lông nữa nha các cô chú anh chị. Đó. Các cô chú anh chị nếu mà có nuôi cu đẻ hay gì đó là trúng được cặp này là về thả AV nuôi đẻ là ok. Nếu mà nó lớn lên là chắc chắn nó sẽ cáp lại nó đẻ các cô chú anh chị. Còn đây là cái cặp cu này là nói chung là mình nghĩ là chắc chóng mái các cô chú anh chị ơi, cặp này. Nè, cái con này mình nghĩ con trống nè. Tại nó còn tơ quá mình cũng chưa có phân biệt chính xác nha các cô chú anh chị. Mình chỉ đoán vậy thôi. Đó, cái cặp này là nói chung là nó đang giao lông. Đó, cọp cũng dữ lắm nha các cô chú anh chị. Chân cẳng đồ này kia mặt mày thì cũng nói chung thì cái con cu này á, nó tơ rồi hổm gà dạng rộng ở trong cái chuồng AV đó. Rồi mấy cái con bự nó cắn. Mấy con già nó cắn mấy con tơ nha các cô chú anh chị. Chứ không phải là gì. Không phải là tự nhiên nó xấu. Đó. Nhưng con cu này nó bị cắn không còn còm luôn nè các cô chú anh chị. Đó, nó cắn còm hết trơn luôn. Nhưng mà các cô chú anh chị cứ yên tâm, về nuôi trong vòng một tháng là nó sẽ ra còm, ra lông đầy đủ. Nếu mình thả lồng rộng, mình cứ thả vô một cặp như vậy nè. Con này còm nhuyễn. Các cô chú anh chị thấy không? Nó ra còm nhuyễn luôn. Để mình quay cho các cô chú anh chị xem. Đó. Đây. Các cô chú anh chị xem cái con này còm nó gắt nhuyễn nha. Còm nó gắt nhuyễn. Đó. Đó. Còn tắm đẹp. Thì có nhiều anh em thì cũng không có biết cái ngày. Thì mình nói bữa nay là chiều thứ bảy nha các cô chú anh chị. Tại thành phố. Có anh em mình xong rồi mà anh em vẫn còn nhắn tin không biết ngày. Tại anh em coi không hết video của dạng. Nên anh em dự đoán thì anh em dự đoán, anh em cứ dự đoán thoải mái, nhưng mà chưa chưa hết ngày á,
chưa hết ngày xổ số, chưa xổ số rồi đó thì các bạn không có coi hết video, các bạn tua các bạn không coi hết video nên các bạn bình luận, các bạn xổ xong rồi các bạn dự đoán tiếp, mình cũng không biết sao. Thì mình cứ chơi là chiều thứ bảy nha các cô chú anh chị, thì các cô chú anh chị dự đoán chiều thứ bảy. Thì cái số điện thoại Zalo của mình, thì các cô chú anh chị nào, các bạn nào có trúng thì cứ gọi ngay cái số điện số Zalo của mình. Đây mình đọc luôn: 0382233691 nha các cô chú anh chị. Đó, hai cặp rất đẹp. Hai cặp cu tơ này mà các cô chú anh chị nuôi trong vòng khoảng 3 tháng. Tao các cô chú anh chị gáy suốt luôn ngày luôn. Khoảng 3 tháng thôi là gáy suốt ngày. Tại cu tơ đó, nó mau dạng các cô chú anh chị ơi. Còn các cô chú anh chị mà nuôi câu già, nó lâu dạng lắm. Nó gặp người nó nhát lắm. Mấy cu tơ mà các cô chú anh chị nuôi nó dễ dạng lắm các cô chú anh chị. Thì bữa nay mùng 3 Tết. Thì một lần nữa thì Giang cũng xin chúc sức khỏe đến các cô chú anh chị và các anh em một năm mới được dồi dào sức khỏe. Có sức khỏe là có hết nghe các cô chú anh chị. Rồi Giang cũng xin nói một vài lời nữa. Thì các cô chú anh chị xem video, chia sẻ, đăng ký kênh, ủng hộ cho Giang. Thì Giang sau này dạng có kiếm tiền được tiền YouTube khá khá thì dạng sẽ bảy về, dạng sẽ chơi hết tất cả cho các cô chú anh chị nuôi về nuôi chơi. Đó. Chứ dạng còn mà nếu mà mình dạng cũng nói luôn thì anh em nào đón nhanh thì anh em đó trúng nha. Anh em nào sau lỡ có trùng số thì anh em cũng đợt sau thôi chứ anh em không có trúng nha, chỉ một người đầu tiên thôi. Thì các cô chú anh chị thì cũng biết rồi, cứ đón đi, một người đầu tiên, một người nào đón trước thì người đó trúng trước nha các cô chú anh chị. Thì mình sợ đây rồi nói người này đón hai người trúng trùng số nhau. Thì mình có coi bình luận ở dưới thì trùng số nhau thì người nào đón trước thì người đó trúng nha các cô chú anh chị. Thì một lần nữa dạng cũng xin nhắc cái số điện thoại của dạng lại, số Zalo. Nếu mà cô chú anh chị nào trúng thì hãy gọi Zalo cho dạng: 0382233691. Thì anh em nào cũng có yêu cầu chơi cu đồ thì cứ alo cho dạng nha: 0382233691. Đó, bây giờ có thể qua Tết này dạng có thời gian, dạng có thể ship về cho anh em tất cả. Thì được vừa rồi dạng gắt bận đi làm suốt à các cô chú anh chị ơi, kinh tế hơi yếu quá nên đi làm suốt à, không có thời gian gửi xe cho các cô chú anh chị, mong các cô chú anh chị thông cảm nha dạng nha. Rồi, tới cuối video thì một lần nữa dạng cũng xin chúc các cô chú anh chị một năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài phát lộc. Rồi cũng xin các cô chú anh chị chia sẻ video ủng hộ dạng để dạng có cái động lực để dạng làm những video tiếp theo hay hay hơn cho các cô chú anh chị xem. Thì dạng cũng xin một đăng ký kênh và một like và một chia sẻ. Đó. Thì thứ bảy tuần này nghe các cô chú anh chị, nhiều khi sổ xong rồi đại thành phố, nhiều khi số sổ xong rồi mà bình luận xong rồi, các anh em dự đoán xong rồi mà hết rồi thì anh em cũng còn dự đoán nên anh em không có coi hết video của dạng. Đó, thì thôi cuối video dạng cũng xin chúc sức khỏe vậy thôi, bye bye, hẹn gặp lại các cô chú anh chị vào video tiếp theo nha. Thì có chúng thì cứ liên lạc với dạng là số điện thoại thì dạng cũng có đọc cho thôi, với dạng không có ghi trên màn hình nghe các cô chú anh chị, phải thông cảm cho dạng. Dạng chỉ đọc thôi, các cô chú anh chị nào xem hết video của dạng á là biết
cái số điện thoại của Dạng, Zalo của Dạng liền. Rồi cảm ơn các cô chú anh chị. Bye bye. Hẹn gặp lại các cô chú anh chị video tiếp theo.